Mình là Leo và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối N8N với Google. Thì mình biết là cái này thì có rất nhiều người làm rồi và nó không có gì quá mới mẻ cả. Tuy nhiên thì đấy, những cái câu hỏi nó vẫn luôn tồn tại đúng không? vẫn sẽ có những bạn hỏi là tại sao đưa lô cốt 5678 mà nó không nhận này, hay là tại sao cứ sau 7 ngày thì lại phải kết nối lại một lần. Thế thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách để có thể kết nối N8N với những cái tài nguyên của Google cũng như giải đáp một số những cái thắc mắc của các bạn nhé và trước khi mà đi vào video này thì mình muốn nói rằng trước cái video này mình có một cái clip về kết nối NNN với cả Facebook Graph API á thì mình khuyên là các bạn nên xem cái clip về trước hoặc sau clip này tại vì đều cùng lấy từ những cái bên sử dụng ở OAuth thì nó ít nhiều nó sẽ có những cái điểm mà nó tương đồng nhau nên là nếu các bạn hiểu được một cái thì việc mà các bạn lấy hoặc các bạn kết nối với cả những cái tài nguyên khác nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nhé rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính luôn. Đấy là ở đây để mà có thể kết nối được N8N với cả dịch vụ Google á thì đầu tiên mình sẽ vào trang console.cloud.google.com này và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái project. Thì ở đây mình đang có hai cái project rồi. Có thể là cái giao diện các bạn sẽ không có project nào nhé. Thì chúng ta sẽ đều chọn là đây là new project. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho nó một cái tên chẳng hạn như mình sẽ để đến là connect uh, connect n 8 n với cả google chẳng hạn nữa phần location đây chúng ta sẽ để là no organization tại các bạn đã không có tổ chức cái công ty nào cả nếu các bạn có tổ chức cái công ty các bạn thì chọn đây thành cái khác nhé ok và bây giờ chúng ta sẽ xem nó tạo project này chúng ta sẽ tạo xong rồi và chúng ta sẽ chọn để select project thì ở cái màn hình này nó chưa có gì cả và bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành chúng ta đi config thì mình sẽ làm trước mình sẽ làm trước rồi mình sẽ đi giải thích sau nhé. Các bạn chọn cho mình phần API and service này và ở đây các bạn đầu tiên các bạn sẽ phải chọn vào phần OAuth consent screen. Thế thì ở phần này chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu vào đây các bạn sẽ tạo một cái app name. đấy thì nếu các bạn đã xem clip trước về grab API của mình thì các bạn sẽ thấy cũng có cái đoạn tạo app đúng không? app sẽ là cái mà chúng ta dùng để tương tác để chúng ta sẽ lấy những cái thông tin thông qua cái app này thì cái tên app thì các bạn có thể đặt là n 8 n google sheet chẳng hạn hoặc là google service đấy như thế này sau đấy là user support email thì các bạn đưa cái email của bạn vào ấn next phần audience thì audience này nếu mà lúc nãy các bạn là tổ chức thì các bạn có thể chọn internal còn đây mình sẽ chọn là external và cái external ở đây thì chúng ta sẽ thấy thế là nó sẽ khả dụng cho bất kỳ những cái test user nào mà có tài khoản Google, này. đấy là thứ nhất này Thứ hai là cái app này nó sẽ được đặt ở test mode Thứ ba là nó sẽ chỉ khả dụng cho user nào mình add vào trong cái danh sách user test thôi Và thứ tư đấy là khi mà cái app này nó sẵn sàng để đưa lên production á thì lúc này thì cái app này nó có thể nó sẽ cần được Google xác thực đó. Chúng ta sẽ next ở đây Tiếp theo contact information thì đơn giản là các bạn sẽ nhập vào cái email của các bạn nữa để nếu có thông tin gì thì Google sẽ có các bạn qua cái email này. Next này, finish này, continue và chúng ta sẽ chọn đến là create. Thế thì sau khi mà chúng ta đã create xong thì các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái OAuth client ở đây. Và cái lúc mà chúng ta bắt đầu tạo ở cái màn hình này ạ thì các bạn sẽ phải chọn đầu tiên đến là application type thì cái của chúng ta để web app. Cái tên của chúng ta thì các bạn có thể đặt đặt một cái tên nào đấy bất kỳ ví dụ mình cũng sẽ đặt là n8n google service đi đó và ở đây chúng ta sẽ có hai cái một là authorize javascript origin và thứ hai là authorize redirect uri thì các bạn chú ý cho mình cái thứ hai nhé cái thứ hai các bạn sẽ chọn đấy là add uri này và cái uri này là cái gì là cái nơi mà google ấy, nó sẽ trả về cái uh, mã của các bạn nó sẽ trả về cái uri này thì cái uri này chúng ta lấy ở đâu thì các bạn sẽ chọn cho mình ở đây đấy là các bạn sẽ tìm một cái nốt nó liên quan đến Google đơn giản nhất là Google Sheet đi đây, tạo một cái sheet mới này và ở đây mình sẽ chọn là create new credential và đây là cái OAuth redirect URL của chúng ta các bạn copy cho mình cái này và các bạn sẽ dán nó vào đây đó ok giá xong rồi nhá các bạn chọn create cho mình và sau khi mà đã create xong chúng ta sẽ làm thêm một cái việc nữa để là các bạn sẽ chọn vào đây cho mình các bạn sẽ phải có một cái audience là những cái người mà các bạn sẽ đưa vào test Đây, test user, như lúc ấy mình đã nói là các bạn muốn cái app này ai có quyền test thì các bạn đưa vào đây Được. Ok, thì mình có thể mình đưa chính cái email của mình vào thôi Nó, đảm bảo Rồi, thì đây là cái email của mình Đến đây rồi á, thì gọi là mình đã gần như mình xong các bước rồi Đấy, và mình ấn lại cái app này thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái app này nó sẽ có client ID và client secret thì mình sẽ copy từng cái nhá đầu tiên client ID này mình dán vào đây tiếp theo là client secret mình cũng sẽ copy và mình cũng sẽ dán vào đây mình sẽ chọn đây là sign with Google này đó và đến đoạn này thì chúng ta sẽ chọn là continue để tiếp tục và ở đây các bạn sẽ select all này thì lúc này á cái uh, gọi là cái cái app này của chúng ta nó có một số cái quyền cơ bản rồi và các bạn sẽ chọn cho mình là continue thì lúc đã có cái thông báo đấy là chúng ta đã kết nối thành công và sau đấy thì bây giờ mình sẽ thử luôn đấy là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file mới đúng không thì trước hết mình sẽ mở Google Sheet lên này nhé Google Sheet đây Google Sheet uh, sign đây thì trong cái Google Sheet của mình hiện tại mới đang có hai file thôi về mình sẽ tiện hành tạo thêm cái file thứ ba ở đây mình sẽ đặt tên cho nó ví dụ như n8n test google service như thế này và mình sẽ ấn test test này thì các bạn sẽ thấy rằng nó có một cái vấn đề đấy là cái google sheet api mình chưa bật nó lên đấy. thì để bật nó lên thì có cách nào thứ nhất là các bạn sẽ lấy cái đường link này copy paste lên đây cho mình đó thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó có nó sẽ hiển thị là chúng ta có thể enable cái API ở đây hoặc các bạn có thể chủ động bằng cách các bạn gõ cái thanh search này này đây Google Sheets Google Sheet thì chúng ta sẽ có đấy là Google Sheet API Đó. và cái này thì nó cũng sẽ tương tự đấy các bạn sẽ chọn nó các bạn đi enable nó lên nhé mình sẽ enable nó lên này rồi thì khi mà nó đã được enable thành công ở đây rồi thì bây giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể sử dụng nó để thao tác với cả Google Sheet của chúng ta. Bây giờ mình sẽ ấn lại test test này và các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó không có lỗi nữa mà nó tạo thành công rồi và nếu các bạn vào lại Google vào lại Google Sheet thì cái kết quả đây nó sẽ hiện ra cho các bạn. Thì đấy là cái API Google Sheet nhé. Còn nếu các bạn muốn tương tác với cả những cái API khác ví dụ như là Gmail đúng không? Thì các bạn cũng sẽ gõ vào đây cho mình để là Gmail thì chúng ta cũng sẽ có được một cái Gmail API và nếu các bạn enable nó lên thì các bạn có thể sử dụng những cái dịch vụ ví dụ như gửi mail thông qua N8N. Thì đấy là toàn bộ cái cách để mà các bạn có thể kết nối N8N với cả Google. Đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng như mình đã nói từ đầu đấy là mình sẽ thực hành trước và mình sẽ giải thích sau đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn Đấy là tại sao chúng ta lại kết nối như thế này và tại sao sau 7 ngày thì chúng ta sẽ phải vào lại ấn lại một lần rồi xin chào các bạn đã đến với phần giải thích ngày hôm nay thì đây sẽ là một cái phần giải thích sơ sơ còn cụ thể như thế nào thì tháng tới mình sẽ có một cái khóa học n n thì các bạn để theo dõi mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé thì lúc ấy nó sẽ có những cái tips nó hay ho hơn còn ở đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vậy thì oa ở trong Google Sheet ở à, trong Google Service nó hoạt động như thế nào à, đây là mình Đấy, mình là một user đúng không? Mình tạo ra một cái app để mình tương tác với cả server của Google, mình lấy ra những cái API. Đó, thì cái app này của mình có những gì? Nó có ID đúng không? Và nó có secret đúng không? Nó cũng giống như là username đó và nó cũng giống như là password của mình. Đấy. Thế thì khi mà mình tạo xong cái app này thì đầu tiên á cái N8N ấy, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ đưa ID chúng ta sẽ đưa secret vào đúng không và chúng ta ấn đúng một cái cửa sổ đăng nhập nó hiển thị ra Đó, và chúng ta đã đăng nhập được thì chúng ta đã kết nối được đúng không? Nhưng thực tế á nếu mà các bạn viết code ở đây nó sẽ chạy nhiều bước hơn như thế. Cái bước đầu tiên nhé, đấy là chúng ta sẽ sử dụng client ID, chúng ta sẽ đi gửi một cái request đến Google, đấy và Google họ sẽ phản hồi cho chúng ta một cái mã nó gọi là authorize dây code đó. cái này họ sẽ phản hồi vào đâu họ sẽ phản hồi vào cái redirect URI của chúng ta mà cái lúc ấy mình thiết lập á đấy thường là các bạn sẽ phải có một cái domain cái domain này các bạn public ra internet thì lúc này các bạn có cái redirect URI này thì Google nó sẽ biết là nó sẽ gửi cái mã này về đấy Thế thì sau khi mà chúng ta có được cái authorization code này rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Thì đến bước thứ hai, chúng ta sẽ đi lấy ID. Chúng ta sẽ đi lấy secret, chúng ta sẽ đi lấy cái code này. Chúng ta sẽ lại gửi một cái request lên trên Google. Và lúc này Google nó sẽ phản hồi cho chúng ta một cái nó gọi là access token. Đó. Thì à, nếu bạn đã xem cái clip trước về Facebook Graph API thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng có được cái Access Token này đúng không? Nhưng ở Facebook thì các bạn sẽ làm nó trên cái API Explorer, nó sẽ làm nó nhanh hơn, nó gọn hơn. Còn cái này thì à, thực ra nếu các bạn làm trên N8n nó cũng sẽ nhanh hơn, nó sẽ gọn hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn không làm như thế, các bạn tự viết ra thì nó sẽ qua những cái bước này. À quên mất cái khung này này, nó xuất hiện ở cái bước đầu tiên. Đấy nó xuất hiện khi mà các bạn gửi cái request này thì lúc này Google nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ có một cái gọi là OAuth screen rồi thế thì đây là cái access token thế thì cái access token này á, cái tuổi thọ nó là bao nhiêu thì tuổi thọ của nó là một tiếng nó chỉ có một tiếng thôi thực ra là nếu các bạn sử dụng một cái gọi là service account á thì nó có thể nó lâu hơn nhưng mà ở đây mình sẽ chỉ nói cái trường hợp để các bạn dùng tài khoản bình thường nhé, dùng user cao nhé đấy. các bạn dùng OAuth thì cái đấy nó sẽ có thời hạn là một tiếng thế thì cái câu hỏi là tại sao chúng ta có thể truy cập được lâu hơn đúng không thì khi mà chúng ta có được cái asset token chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng những cái tài nguyên mà chúng ta có đấy. chúng ta sẽ lại đi gửi một cái Request nữa đến Google và Google nó sẽ phản hồi cho chúng ta một cái nó gọi là Refresh Token. Thế thì cái Refresh Token này nó có tác dụng gì? thì Refresh Token đó nó sẽ giúp tạo ra những cái Access Token. Okay. Access Token là cái mà chúng ta sẽ đưa vào những cái Request. Đây là cái app của chúng ta, đây là cái API Server của Google thì chúng ta tương tác chúng ta lấy thì khi mà chúng ta gửi request thì chúng ta sẽ phải gửi kèm một cái gọi là Asset Token Đấy, để Google họ biết là à cái người này được phép và họ sẽ gửi trả lại thông tin Nhưng mà vấn đề là cái Asset Token này nó chỉ có hạn là một giờ thôi Đấy thì lúc này các bạn sẽ phải có thêm một cái nó gọi là Refresh Token Đấy. Thế thì cái Refresh Token này nó có tác dụng gì? Nếu các bạn gửi một cái request từ app của các bạn lên trên google các bạn gửi các bạn không gửi access token mà các bạn gửi cái, cái refresh token đó, thì lúc này google nó sẽ phản hồi cho các bạn một cái access token mới đấy và với cái access token mới này thì các bạn có thể uh, dùng để các bạn quay lại cái bước này các bạn lấy thông tin đấy thế thì ở n 8 n người ta đã cốt sẵn cho các bạn rồi nó rất là gọi là nó rất là đơn giản hóa đi những cái quy trình rồi các bạn chỉ cần quan tâm là các bạn có một cái access token và các bạn cứ gửi request thôi nhưng mà thực tế nhá là cái lúc các bạn gửi ấy nó sẽ kiểm tra xem là cái asset token này nó đã hết hạn hay chưa đấy, hỏi xem là nó còn valid hay không nếu mà nó hết hạn rồi thì lúc này nó sẽ gửi một cái refresh token nó sẽ gửi cái request mà nó có refresh token lấy trước nó lấy cái mã mới cho các bạn sau đấy nó mới sẽ gửi đi tiếp đấy thì đấy là nếu mà các bạn cốt thì nó sẽ như thế rồi vậy thì refresh token có cái thời hạn là bao nhiêu thì cái lúc này nó mới là cái câu chuyện mà 7 ngày một lần các bạn phải vào để các bạn xác thực lại ạ. Thì cái lý do là vì cái access token à nhầm cái refresh token của các bạn. Ở đây nếu mà cái dự án các bạn ở trong giai đoạn test thì cứ 7 ngày cái refresh token nó sẽ hết hạn một lần. Đó. Còn nếu mà cái môi trường các bạn là production thì cái refresh token này nó sẽ có thể sống được tới 6 tháng. Ít ra như thế. Đó. Thế thì khi mà cái refresh token này nó hết hạn này thì các bạn vào các bạn sẽ phải làm cái bước đấy là các bạn sẽ phải đi uh, uh, out lại từ đầu. Đấy, thế nên là mới có cái chuyện là khi mà các bạn uh, vào á các bạn vào lại n đúng không? Xong các bạn uh, ấn các bạn đi xây lại nó lại hiển thị ra một cái cửa sổ out xong các bạn lại ấn vào ấn vào xong, xong nó sẽ báo thành công. Đấy, thì lúc ấy các bạn đã có được một cái refresh token mới. Thì đấy cũng một cái lý do mà nếu mà các bạn sử dụng bản cloud của n8n á, thì khi mà các bạn đi xác thực OAuth thì các bạn sẽ thấy là cái tên app ấy, nó là app của n8n và cái việc mà các bạn xác thực ở người đấy thì các bạn không cần phải bảy ngày một lần, bảy ngày một lần. Đấy. Cái đấy là một cái khác biệt của cái bản các bạn chi tiền so với bản các bạn tự host nhé. Thì cái app của N8N này này họ đã vượt qua cái khâu kiểm tra rồi và nó đang ở trong cái trạng thái production. Nên là những cái tài khoản các bạn xác thực qua cái app đấy thì cái điều hiển nhiên là cái token các bạn nhận về ấy, nó sẽ là nó gọi là long live mình không biết là ở trong Google nó có dùng cái khái niệm long live này không nhưng đại loại là cái token các bạn nó sẽ sống lâu Đấy. Nhưng mà đấy thì nó sẽ, các bạn thì chắc hẳn sẽ hỏi về một cái rủi ro đúng không, đấy là người ta có thể lấy ra token mình không thì câu trả lời là có ừ. Rõ ràng, bên n n thì họ sẽ lưu token các bạn ở trên cái của họ nhưng mà họ có những cái chính sách dữ liệu mà, policy, đấy, miễn là họ trung thực Đấy, miễn là họ trung thực với cái việc là họ sẽ không khai thác những cái token của chúng ta Rồi, thế thì đây là toàn bộ về cái cách mà các bạn lấy token thì cái việc mà các bạn hiểu được cái này, á, nó sẽ giúp cho các bạn làm gì? Thì nó sẽ giúp cho các bạn để các bạn không cần phải dùng những cái nốt Google có sẵn nữa Ví dụ như Google Sheets, Google Mail Có thể đến một ngày đẹp trời tự nhiên dưng những cái nốt đấy nó lăn đùng ra nó hỏng Thì các bạn sẽ biết là chúng ta có thể sử dụng cái nốt HTTP Request Các bạn làm thủ công từng cái bước đấy như mình đấy, Cũng như là cái clip trước mình hướng dẫn các bạn để dùng toàn bộ là nốt HTTP Request để chúng ta uh, lấy thông tin ở trên Facebook Graph API này, họ chúng ta sẽ lấy những cái uh, thông tin khác, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được điều tương tự với cả Google nhé. Đấy. Cái để các bạn không bị phụ thuộc thôi. Còn thực ra là cái 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 Google này thì họ bên N8N họ làm rất là chỉn chu cho mình rồi họ bỏ qua được rất là nhiều bước, rồi. đấy các bạn cứ lấy đấy, các bạn. các bạn chỉ cần biết là chúng ta nhập client ID, client secret vào chúng ta ấn cái nút và chúng ta đã kết nối được. đó thì uh, đến đây là kết thúc của video rồi nhưng mà trước khi kết thúc thì uh, có một cái mình sẽ chia sẻ với các bạn thì thực ra cái này là cái nội dung ở trong cái khóa học của mình thì ở trong cái khóa học mình sẽ nói kỹ còn đây mình sẽ bật mí với các bạn một cách để chúng ta có thể vượt được cái này vượt được cái 7 ngày này mà chúng ta không cần phải đưa nó về production thì có một cái từ khóa ấy, các bạn có thể tham khảo từ khóa đấy là script app chấm get all out đó các bạn có thể tham khảo cái từ khóa này thì mình nghĩ là nếu mà các bạn đã có một chút kiến thức về uh, lập trình và các bạn cũng sử dụng uh, Google những cái tài khoản là những cái sản phẩm Google nhiều ví dụ như Google Sheet này, Google Apps Script này thì uh, các bạn sẽ hiểu là tại sao dùng cái này nó lại vượt được cái giới hạn 7 ngày. Ok. Rồi thì đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.